xả, xả xả vào cái chậu. Đếm đếm. Đây là xả xả các bạn, van xả xả. Đây là hạt tấm điều nha các bạn. Chúng ta vừa test máy nọc sạng sàng cho hạt điều tấm. Đây là thành quả các bạn. Đây là hạt điều tấm khi đã sàng xong, rất là sạch. Đây là sạng, sạng này các bạn này. Là tấm, cho tấm với cả những con mọt này các bạn. Máy có thể sàng nọc sạn, nọc tấm cho tất cả các loại nông sản, ngũ cốc, hạt điều, tiêu, cà phê, gạo, đậu xanh, đậu tương. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.